Xin kính chào quý vị, quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Ngày 26 tháng 7, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier đã bác bỏ đề xuất thương mại mới mà Anh đưa ra về việc thu thuế thay cho EU nhằm tránh những xung đột không đáng có tại khu vực đường biên giới EU Bắc Ireland mới, bởi đề xuất này đã không thể thuyết phục giới quan chức tại châu Âu. Kết thúc cuộc họp ngày 26 tháng 7, Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 0%, lãi suất cho vay là 0,25% và lãi suất tiền gửi là âm 0,4%. Điều này cho thấy chính sách của ECB không bị tác động nhiều bởi tình hình căng thẳng thương mại đang leo thang trên toàn cầu. Kết thúc hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 7 tại thành phố Johannesburg, Nam Phi. Các nhà lãnh đạo 5 nước thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã thông qua tuyên bố chung, theo đó tái khẳng định cam kết tuân thủ những nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, dân chủ, toàn diện và củng cố hợp tác. Ngày 25 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban châu EC Jean-Claude Juncker và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí hợp tác cùng với nhau để giảm rào cản thương mại. Được biết, hai bên đã cam kết cùng hướng tới việc không đánh thuế, không rào cản và không trợ giá đối với hàng hóa công nghiệp không thuộc diện tự động hóa, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Sau 2 tháng tạm dừng, ngày 26 tháng 7, Mexico, Mỹ và Canada đã nối lại quá trình tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA tại Washington, với mục tiêu hoàn tất thêm 10 chương của hiệp định này. Dự kiến các chương có khả năng đạt được thỏa thuận tại vòng đàm phán NAFTA vừa được nối lại lần này, gồm đầu tư, dịch vụ tài chính, dệt may, tiếp cận thị trường, hải quan, môi trường, doanh nghiệp nhà nước, năng lượng, dịch vụ biên mậu và phụ lục về mỹ phẩm. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 8 tới đây, Thụy Sĩ sẽ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 727 và hướng đến 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ. Trong những năm qua, quan hệ Thụy Sĩ-Việt Nam ngày càng phát triển và Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Thụy Sĩ tại khu vực Đông Nam Á. Mối quan hệ bền chặt giữa hai nước sẽ là chủ đề trong chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đôi điều về đất nước Thụy Sĩ qua phóng sự sau. Thụy Sĩ là một trong những nền kinh tế ổn định và cạnh tranh nhất trên thế giới. Thụy Sĩ là nước có mức sống cao, với GDP bình quân đầu người là 61.359 đô la Mỹ. Có 3 lý do chính đằng sau sự thành công của nền kinh tế Thụy Sĩ. Thứ nhất là môi trường kinh doanh thân thiện. Mặc dù Thụy Sĩ không để lại ấn tượng về một ứng cử viên điển hình cho thành công kinh tế, không có bờ biển, ít nguồn tài nguyên thiên nhiên, quy mô nhỏ, địa hình núi, nhưng đã thành công lớn do chính sách thông minh. Do pháp luật thân thiện với kinh doanh, họ đã tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực dược phẩm và sản xuất đồng hồ sang trọng, những mặt hàng mang lại sự thịnh vượng cho Thụy Sĩ. Thứ hai là trung lập về chính trị. Điều này đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo nền kinh tế. Thụy Sĩ đã thông minh tránh xung đột và chiến tranh, do đó họ đã được hưởng những năm hòa bình và ổn định. Trong một môi trường ổn định như vậy, hầu như không có người thất nghiệp ở Thụy Sĩ, nền kinh tế thì phát triển đều đặn, vượt trội so với các nước láng giềng châu Âu. Thứ ba là chọn lựa đối tác thông minh. 60% xuất khẩu của cả nước là sang EU và 80% nhập khẩu là từ EU. Dù Thụy Sĩ không phải là thành viên của EU, nhưng luôn giữ mối quan hệ tốt với các nước láng giềng trong khối này, đồng thời tham gia Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu EFTA. Thụy Sĩ cũng duy trì mối quan hệ tốt với các nền kinh tế đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ. Quan hệ giữa Thụy Sĩ và Việt Nam có những bước phát triển nhanh chóng kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971 và Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Thụy Sĩ tại khu vực Đông Nam Á. Mối quan hệ này đã phát triển như thế nào và tiềm năng tương lai ra sao? Mời quý vị cùng gặp gỡ bà Beatrice Maser, đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam. Cảm ơn bà đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Thưa đại sứ, bà có thể nói đôi điều về đất nước Thụy Sĩ nhân ngày 1 tháng 8. Thụy Sĩ là một nền kinh tế hết sức đa dạng và là một quốc gia có tính cạnh tranh cao. Lĩnh vực nổi trội của chúng tôi là ngành ngân hàng, bảo hiểm, máy móc, công nghệ cao, trang thiết bị. Ngoài ra, Thụy Sĩ cũng được biết đến là một quốc gia nổi bật về khoa học. Đó là một số điểm nổi bật về nền kinh tế của chúng tôi. Bà nhận định thế nào về quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua? Mối quan hệ này có gì khác biệt so với các nước khác? Đúng vậy, Việt Nam và Thụy Sĩ có mối quan hệ rất tốt đẹp. Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1971. Theo đó, Thụy Sĩ là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Kể từ đó, quan hệ hai nước đã phát triển liên tục trong nhiều lĩnh vực và khu vực khác nhau. Chúng tôi rất chủ động đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Chúng tôi cũng rất chú trọng hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua. Cụ thể hơn, trong suốt 30 năm qua, Thụy Sĩ đã tham gia tích cực vào chương trình hỗ trợ phát triển của Việt Nam, tập trung vào hợp tác kinh tế. Hai nước cũng có chương trình hợp tác phát triển khoa học. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là lĩnh vực du lịch. Người dân Thụy Sĩ rất thích đến Việt Nam và tham quan đất nước xinh đẹp của các bạn. Và hiện nay có một lượng lớn du khách đến thăm và khám phá châu Âu cũng như Thụy Sĩ. Bà có thể cung cấp các số liệu cụ thể hơn về thương mại và đầu tư giữa hai nước hiện nay không ạ? Vâng, Việt Nam và Thụy Sĩ có kim ngạch thương mại song phương khá ấn tượng. Điều thú vị là Việt Nam là nước xuất khẩu nhiều hàng hóa sang Thụy Sĩ hơn là chiều ngược lại. Điều này có nghĩa là người dân Thụy Sĩ rất thích các sản phẩm của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều vào khoảng 2 tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương 2 tỷ đô la Mỹ. Và như tôi đã nói, thặng dư thuộc về Việt Nam. Việt Nam xuất khẩu máy móc, hàng dệt may, giày dép cũng như hàng nông sản và hàng thủ công mỹ nghệ sang Thụy Sĩ. Đặc biệt, người Thụy Sĩ rất thích các loại hoa quả của Việt Nam như chanh leo và các loại hải sản như tôm. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu của Thụy Sĩ dược phẩm. Thụy Sĩ là quốc gia có lĩnh vực dược phẩm nổi tiếng. Chúng tôi cũng xuất khẩu máy móc công nghệ cao, trang thiết bị. Đó là một vài nét về thương mại giữa hai nước. Bên cạnh thương mại, đầu tư cũng là một dấu ấn trong quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ. Thụy Sĩ là một nhà đầu tư lớn đối với Việt Nam trên thế giới. Chúng tôi đứng thứ 5 trong tổng số các nước đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi đầu tư vào các dự án thực phẩm, cơ sở hạ tầng, phát triển. Chúng tôi giúp tạo ra khoảng 20.000 việc làm tại Việt Nam. Điều này khiến lĩnh vực đầu tư hết sức quan trọng. Nhìn chung, chúng ta có một mối quan hệ thương mại mạnh mẽ. Ngay từ những năm 90, Thụy Sĩ đã giúp đỡ Việt Nam phát triển thông qua hỗ trợ kỹ thuật hướng tới xóa đói giảm nghèo và tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế. Trong những năm qua, nhiều cuộc gặp gỡ song phương thường xuyên được tổ chức, trong đó có nhiều chuyến thăm cấp cao. Lượng khách du lịch của cả hai quốc gia tăng lên một cách rõ rệt. Điều này đang thúc đẩy thương mại giữa hai nước phát triển mạnh mẽ. Thụy Sĩ là đối tác tin cậy của Việt Nam. Việt Nam luôn coi trọng đẩy mạnh hợp tác với Thụy Sĩ ở nhiều lĩnh vực. Thời gian qua, quan hệ chính trị thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt Nam-Thụy Sĩ đạt 897,4 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 905,5 triệu đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 8,6% và nhập khẩu tăng 12,1%. Các nhóm hàng xuất khẩu từ Việt Nam có giá trị lớn gồm sản phẩm may mặc, cà phê, thịt cá, cao su, đồ nhựa và hàng điện tử. Về đầu tư, hiện nay Thụy Sĩ có 133 dự án FDI tại Việt Nam với tổng số vốn đạt trên 2,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 17 trong danh mục các nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam tính đến tháng 12 năm 2017. Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ đã cam kết hỗ trợ 91,8 triệu đô la Mỹ vốn ODA cho Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020, tập trung vào 3 lĩnh vực: tăng cường hiệu quả các thể chế và chính sách kinh tế, xây dựng khu vực kinh tế tư nhân có tính cạnh tranh và hiệu quả, phát triển đô thị bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện các dự án do Thụy Sĩ tài trợ đã và đang được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Về du lịch, việc ký kết hiệp định dịch vụ vận tải hàng không gần đây và việc một đường bay thẳng giữa Zurich và thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khai thác vào cuối năm nay, chắc chắn sẽ góp phần gia tăng lượng khách du lịch ở cả hai bên. Về giáo dục, các trường đại học của Thụy Sĩ và Việt Nam đã có nhiều chương trình hợp tác và trao đổi sinh viên, và số sinh viên Việt Nam theo học tại các trường Thụy Sĩ đang ngày càng gia tăng. Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình mở cửa thị trường, hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới. Đặc biệt, Việt Nam đang trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EFTA mà Thụy Sĩ là thành viên. Hiệp định này khi được ký kết có hiệu lực, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của chính phủ hai nước và các bộ ngành liên quan, cũng như sự năng động của các doanh nghiệp trong thời gian tới, quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam-Thụy Sĩ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thưa đại sứ, bà kỳ vọng gì và tiềm năng phát triển giữa hai nước trong tương lai và đâu là rào cản giữa hai nước? Tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn và chúng ta cần phải nỗ lực đẩy mạnh điều này hơn nữa.
Một trong những tiềm năng hợp tác mà tôi muốn đề cập đó là việc hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do EFTA. Các nước châu Âu có trong thỏa thuận này là Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Liechtenstein, và bốn nước này đang cùng nhau tham gia đàm phán một hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Trên thực tế, Việt Nam có thặng dư thương mại với bốn nước nói trên bởi Việt Nam xuất khẩu đến các nước EFTA nhiều hơn. 4% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu là tới các nước trong nhóm EFTA. Và chúng tôi tin rằng thỏa thuận EFTA được hoàn thiện và có hiệu lực, tất cả các nước thành viên sẽ đều có lợi nhờ thỏa thuận này, bởi các rào cản thuế quan sẽ được giảm đáng kể đối với hàng hóa của Việt Nam nhập khẩu vào các nước EFTA. Đây là một điểm nổi bật mà tôi hy vọng hai bên có thể có những tiến triển nhanh chóng trong thời gian tới. Vậy thưa bà, đâu là những rào cản đối với sự hợp tác giữa hai nước? Tuy nhiên, nếu nói đến những rào cản mà hai bên còn gặp phải khi đàm phán thỏa thuận EFTA, thì theo tôi đó là việc hai bên vẫn chưa thể hoàn tất quá trình đàm phán này. Cụ thể, Việt Nam cần phải chứng minh rằng các bạn có một môi trường kinh doanh tốt, ví dụ như việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hay việc các bạn có một môi trường kinh doanh hiệu quả. Bởi đây sẽ là những điều mà các nhà đầu tư nước ngoài xem xét trước tiên, trước khi quyết định có nên đầu tư vào đất nước các bạn hay những khu vực lân cận hay không. Một rào cản khác tôi muốn đề cập nữa, đó là khả năng tiếp cận giữa các quốc gia trong thỏa thuận với nhau. Bởi như mọi người đều biết, Việt Nam và các nước EFTA châu Âu khá cách xa nhau. Tuy nhiên, tôi rất vui mừng khi được nói với các bạn rằng trong tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Môi trường và Năng lượng của Thụy Sĩ đã tới Việt Nam và cùng với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam ký kết thỏa thuận để tạo điều kiện cho lĩnh vực giao thông bằng đường hàng không giữa hai nước. Và vui mừng hơn nữa khi trong tháng 11 tới, hai nước sẽ khánh thành đường bay thẳng từ Thụy Sĩ đến thành phố Hồ Chí Minh. Đây rõ ràng là một thành công trong việc dỡ bỏ những rào cản giữa hai nước. Không chỉ thế, còn gia tăng số lượng khách du lịch, doanh nhân di chuyển bởi các chuyến bay thẳng khiến cho việc đi lại dễ dàng hơn. Nhìn chung, tôi nghĩ vẫn tồn tại một vài rào cản như cách mà bạn nói, song chúng ta sẽ tiếp tục khắc phục để kết nối hai nước nhiều hơn. Như bà đã nói, thỏa thuận EFTA với Việt Nam đang được đàm phán. Vậy đến nay, việc đàm phán đã đạt được những tiến bộ gì? Theo tôi nghĩ, quá trình đàm phán và ký kết thỏa thuận này khá chậm. Các chuyên gia về thương mại của hai nước vẫn cần thời gian để thảo luận về một số vấn đề, bởi những cuộc đàm phán về thương mại thường rất khó khăn. Bên cạnh đó, sự chậm trễ cũng có thể là do phương thức đàm phán. Cho đến nay, Việt Nam đã thành công trong việc đàm phán hai thỏa thuận thương mại lớn là CPTPP và EVFTA, nên có thể nói các nhà đàm phán đã khá bận rộn. Và tôi hy vọng đến hiệp định thương mại thứ ba này, chúng ta có thể sẽ đi đến kết luận một cách nhanh chóng, bởi với hiệp định này, hai bên đều có nhiều lợi ích và có tiềm năng mở rộng thương mại rất lớn. Theo bà, điều gì khiến thỏa thuận EFTA và Việt Nam trở nên khác biệt so với các thỏa thuận khác, ví dụ như EVFTA? Tôi không dám nói là đặc biệt, nhưng tôi nghĩ rằng hiệp định này sẽ hoàn thiện hệ thống thương mại tự do của Việt Nam. Cho đến nay, Việt Nam là một nền kinh tế mở và sở hữu rất nhiều hiệp định thương mại tự do đã hoàn tất với nhiều nước và nhóm nước trên thế giới. Và các nước EFTA cũng như vậy, chúng tôi có tới 38 hiệp định thương mại tự do đã được hoàn tất. Như vậy, Việt Nam và EFTA có nhiều điểm tương đồng và trên hết, cả hai nước cùng muốn mở rộng hơn nữa, giao thương các sản phẩm nội địa đến quốc gia đối phương và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đó là những điểm mà tôi muốn đề cập. Là đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, bà có kế hoạch gì để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước trong thời gian tới? Điều đầu tiên, tôi cảm thấy rất vui vì được trở thành đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam. Đây là một nơi thú vị để sống và để tìm hiểu nhiều hơn về mọi thứ, mặc dù tôi đã mất một chút thời gian ban đầu để thích nghi với cuộc sống tại đây. Điều mà tôi hy vọng đó là hai nước có thể hiểu về nhau hơn, và đường bay thẳng giữa hai nước mà tôi có đề cập ở trên sẽ có thể giúp ích rất nhiều trong chuyện này. Bởi nó sẽ giúp tăng trưởng lượt khách du lịch, lượng doanh nhân đi lại giữa hai quốc gia, đó là một điều rất tốt. Ngoài ra, tôi cũng cho rằng điều này sẽ đem lại một hệ thống cấp visa dễ dàng hơn. Theo tôi, sẽ có rất nhiều người Thụy Sĩ tò mò về đất nước Việt Nam, và nếu như những vấn đề về việc cung cấp thị thực được đề cập trong khuôn khổ e-visa, thì mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn.
Điều này tôi cũng đã có nhắc tới với chính phủ Việt Nam và tôi hy vọng sẽ có nhiều người Thụy Sĩ đến với đất nước các bạn hơn. Ngoài ra, một trong những điều mà tôi muốn nói đó là về thế hệ trẻ, hay đúng hơn là cơ hội dành cho thế hệ trẻ, những người sẽ tạo ra tương lai của đất nước. Chúng tôi cung cấp một số loại học bổng cho học sinh hoặc sinh viên xuất sắc Việt Nam tới học tập và sinh sống tại Thụy Sĩ với nhiều khóa học và trình độ khác nhau. Một khía cạnh khác nữa là về giao lưu văn hóa. Hai nước chúng ta, Thụy Sĩ và Việt Nam cũng đang nỗ lực truyền tải những nét đẹp văn hóa của mình cho đối phương. Tôi rất hy vọng có thể có cơ hội chiêm ngưỡng những nét đẹp đặc biệt trong văn hóa Việt Nam tại Thụy Sĩ, ví dụ như những điệu múa truyền thống hay những buổi biểu diễn múa rối nước và âm nhạc cổ truyền của Việt Nam. Về phần mình, chúng tôi cũng muốn giới thiệu những nét văn hóa Thụy Sĩ đến người dân Việt Nam bằng cách tham gia các liên hoan phim cũng như các buổi biểu diễn âm nhạc của các nước nói tiếng Pháp và Đức tại Việt Nam. Với những cách như vậy, chúng ta có thể trở nên gần gũi hơn. Cảm ơn những chia sẻ của bà với Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Cảm ơn VITV đã mời tôi đến đây ngày hôm nay. Đây là cơ hội để tôi được giải thích nhiều hơn đến mọi người về đất nước Thụy Sĩ của mình. Xin cảm ơn. Hơn 100 doanh nghiệp Thụy Sĩ đã trụ sở tại Việt Nam. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối mậu dịch tự do châu Âu và Thụy Sĩ là thành viên trong quá trình đàm phán. Và nếu được ký kết, chắc chắn sẽ giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia. Đây đều là những thông tin tốt lành đối với doanh nghiệp hai nước. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.